Đón xem Đứa cháu nhà tài phiệt lúc 21 giờ thứ hai đến thứ sáu trên Chủ đề TV. Nadim, sao con lại? James bị đuổi. Thêm ấy. Phiếu bị rớt giá thì sao chứ? Tất nhiên là vậy rồi, chẳng lẽ lại tăng sao? Đừng nói cổ phiếu nữa, nói chuyện chính đi. Hàng của chúng ta bị gửi trả, đối tác bên Ý đã từ chối nhận hàng. Vậy nghĩa là sao? Họ muốn gì hả? Đây là trò chơi sao? Sao bọn người Ý đó lại làm như vậy hả? Bọn họ đã nói là tạm ngừng thỏa thuận của chúng ta cho tới khi công ty chúng ta được minh oan. Luật sư đang xử lý chuyện này. Một đám cơ hội. Thưa ông, không chỉ là ở Ý, bên phía nước Đức. Aga Khorachai bị buộc tội buôn lậu ma túy. Các hợp đồng hợp tác đang bị tạm ngưng. Ông ấy có thể sẽ phải ngồi tù. Con trai ông ấy tới sở cảnh sát cùng với chị gái của người dân. Một đám cặn bã. Aga, 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 anh có thấy tin tức ở trên truyền hình hay không? Không thể để tin về Chen lan truyền ra như vậy được. Chúng ta phải làm gì đó. Có lẽ chúng ta nên nói với luật sư để phản bác lại bọn họ. Tên của con chúng ta không thể đi cùng với chị gái của một tên buôn ma túy. Tên của bà nó thì sao, Senit? Em không thấy tên của ba nó bây giờ đã giấy bùng rồi hay sao? Sao? Em đang nghĩ gì vậy hả, Senit? Hiện bây giờ tên tuổi của anh và công ty đang bị người ta bôi nhọ đó. Cả danh tiếng của bản thân anh còn khó mà bảo vệ được, mà em còn lo tên của con trai em xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải đó hay sao chứ? Hay lắm. Tất nhiên em cũng hiểu rất rõ những gì anh nói, nhưng mà những gì em nói cũng là một phần trong vấn đề của anh. Tên tuổi con trai chúng ta bây giờ gắn liền với chị gái của kẻ vận chuyển ma túy đó. Anh sẽ xử lý thằng con không ra gì đó của em sao? Nhưng là sau khi anh lấy lại được danh tiếng cho gia đình mình. Aga, bây giờ muốn lập tức rửa sạch danh tiếng gia đình chúng ta, em cảm thấy có chút không khả thi. Nhưng nếu chỉ là đính chính lại chuyện của con trai chúng ta thì có lẽ... Anh không quan tâm tới mấy tờ báo lá cải đó. Anh muốn sự thật. Anh muốn có công lý. Anh muốn có câu trả lời. Chú ơi, Nadim, sao con lại? James bị đuổi. Là thêm ấy. Đuổi.